Hello, xin chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom sàn ô tô Mỹ Đình. Hôm nay thì mọi người hãy cùng em ngắm một loạt những chiếc mông của những chiếc Hyundai Santa Fe đang có sẵn tại sàn ô tô Mỹ Đình. Hiện tại thì em đang có 5 chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu, có cả bản đặc biệt và bản cao cấp và đầy đủ màu cho mọi người lựa chọn ạ. Từ màu đen, màu nâu cà phê, màu đỏ, màu xanh. Và chiếc xe đầu tiên thì đây là một chiếc xe phiên bản máy dầu đặc biệt, sản xuất năm 2019, màu đen. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh 4 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 079 triệu đồng ạ. Đến với một cái mông tiếp theo của em Hyundai Santa Fe này. Và đây là chiếc xe phiên bản máy dầu cao cấp nhất, sản xuất năm 2019. Ngoại thất là màu nâu cà phê, rất là đẹp. Các bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh kim thì cái màu này cực kỳ phù hợp nhé. Và chiếc xe này cũng mới chỉ lăn bánh có 4 vạn km thôi, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Em cam kết km chuẩn cho các bác. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 119 triệu đồng ạ. Và ngay bên cạnh đây cũng là một chiếc xe phiên bản máy dầu cao cấp. Chiếc xe này được sản xuất năm 2020, màu đen rất là bóng bẩy. Và chiếc xe này mang biển số tỉnh. Cái biển số này thì em lắp tạm lên để đi dọn nội thất và dọn máy spa lại xe thôi. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh đúng 1 vạn 7 km nhé anh chị nhé. Tất cả sơn zin 100%, lốp theo xe nguyên bản. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 145 triệu đồng ạ. Và cái mông này khá là to. Một chiếc xe model mới nhất của dòng Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp nhất, model 2022, sản xuất năm 2021, màu đỏ mận. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh đúng 1 vạn km, biển số thành phố. Hiện tại thì chiếc xe này, nếu như quý vị anh chị lựa chọn và mua chiếc xe này thì sẽ tiết kiệm lên đến gần 200 triệu đồng so với mua mới trong hãng nhé. Và giá chào bán chiếc xe này thì hiện tại là 1 tỷ 379 triệu đồng ạ. Và chiếc mông cuối cùng của dòng Hyundai Santa Fe đang có sẵn tại sàn ô tô Mỹ Đình. Đây cũng là một chiếc xe siêu siêu lướt. Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp nhất, sản xuất năm 2021. Những cái chiếc xe đời chót cuối cùng của cái form dáng cũ, màu xanh navy rất là đẹp. Xe mang biển số thành phố và mới chỉ lăn bánh 2 vạn km. Chiếc xe này thì đang có giá là 1 tỷ 195 triệu đồng. Đó, 5 chiếc Hyundai Santa Fe đang có sẵn tại sàn ô tô Mỹ Đình. Nếu như quý vị anh chị đang tìm một chiếc xe máy dầu gầm cao và đúng thương hiệu Hyundai Santa Fe thì hãy đến ngay địa chỉ 86 Trương Công Giai, sàn ô tô Mỹ Đình để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất nhé. Và đến với sàn ô tô Mỹ Đình thì sẽ luôn được gắn với những cái trách nhiệm với những chiếc xe về sau hậu mãi rất là tốt. Xe bên em bán ra luôn cam kết bằng văn bản không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hồ số nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không có phạt nguội. Và tất cả những dòng xe bên em bán ra sẽ có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Nếu như quý vị anh chị mà quý mến em thì hãy ủng hộ em. Cảm ơn mọi người ạ.